Tối qua, thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Amway vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Top 10 thị trường có doanh thu cao nhất toàn cầu của tập đoàn Amway chính là thành quả sau 15 năm nỗ lực của nhà phân phối và nhân viên Amway Việt Nam. Trong thời gian qua, Amway Việt Nam đã tận dụng công nghệ, đón đầu các xu hướng, tạo ra cơ hội khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0. Từ năm 2018, Amway Việt Nam đã tập trung xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số để nhà phân phối và khách hàng nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, được tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Amway Việt Nam còn nâng cấp và hoàn thiện trải nghiệm mua sắm trực tiếp bằng việc ra mắt khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm Amway Center tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động kinh doanh để duy trì được đà tăng trưởng bền vững của Amway tại thị trường Việt Nam, xây dựng những hành lang pháp lý cho ngành bán hàng trực tiếp, giúp ngành bán hàng trực tiếp tại Việt Nam vươn lên một tầm cao mới, tiếp tục xây dựng những chương trình trách nhiệm xã hội đóng góp cho Việt Nam vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Nhiều năm qua, Amway đã đón nhận hơn 65 bằng khen, giải thưởng từ các ban ngành trung ương, địa phương và các tổ chức xã hội uy tín. Với tinh thần bứt phá mọi giới hạn, Amway Việt Nam cùng hơn 300.000 nhà phân phối sẽ tiếp tục với hành trình mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam.